cuộc trò chuyện chân tình của nam em và chủ nhân câu nói bình tĩnh sống, Nguyễn Thanh Thúy. Sau khi được cô Nguyễn Thanh Thúy, người nổi tiếng với câu nói bình tĩnh sống, khuyên nhủ, nam em đã quyết tâm lấy lại tinh thần. Sau khi một tuần trở thành tâm điểm chú ý của công chúng vì công khai chuyện tình cảm với Trường Giang, nam em bị chết nặng, người đẹp thậm chí phải nhập viện truyền nước vì quá mệt mỏi. Mới đây tạm quên những sóng gió xung quanh, nam em tìm tới Bảo Lộc, Lâm Đồng gặp cô Nguyễn Thanh Thúy, người nổi tiếng với câu nói bình tĩnh sống, để được chia sẻ và xin lời khuyên. Cô Thanh Thúy đã tâm sự với nam em chuyện cô từng bị hai người thầy hứa hẹn giúp đỡ trở thành ca sĩ thành vận động viên rồi giở trò gạ gẫm. Cô Thúy đã nhanh chóng gạt bỏ những cám dỗ đó và nhờ người nhà can thiệp. Nói về chuyện tình cảm, cô Thanh Thúy khuyên nam em hãy nhìn nhận mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Cô gặp những ông thầy sàm sỡ như vậy nên cô quyết định không lập gia đình mà sống và xả thân vì những gì có thể giúp ích cho xã hội. Cô thấy trong tình cảm, dù có đam mê hay cao điểm thì cũng chỉ là những phút chốc rồi lại dập tắt. Mình đánh đổi để có tình cảm rồi mình được những gì. Trong cuộc sống, nếu may mắn mình có thể gặp được một người thương mình, xây dựng gia đình, rồi cùng nhau hùng hạp kinh tế, giáo dục con cái, đó là điều may mắn. Còn nếu không, tình cảm nó rất tầm thường. Cô Thanh Thúy tin rằng trong tương lai, nam em sẽ gặp một người yêu thương và thật sự trân trọng. Cô nhắc nhở nam em hãy giữ gìn sức khỏe, sống thanh tịnh và chăm chỉ làm việc thiện. Cô nhấn mạnh, nãy cô nghe con nói con phải nhập viện vì chuyện tình cảm phải không? Để tình cảm khiến cho mình phải nhập viện thì uổng lắm, nếu không hợp nhau thì nghỉ thôi. Lắng nghe những lời cô Thanh Thúy một cách rất chăm chú, nam em đã quyết tâm từ nay sẽ bình tĩnh sống, theo lời cô chia sẻ. Có lẽ những tâm sự chân thành của cô Thanh Thúy đã đem lại cho người đẹp Tiền Giang những suy nghĩ và năng lượng tích cực để lấy lại cân bằng cho bản thân. Gặp lại người phụ nữ nổi tiếng vì câu nói bình tĩnh sống trên truyền hình. Một năm sau khi bất ngờ nổi tiếng trên truyền hình, cuộc sống của chị em cô Thanh Thúy vẫn trôi qua bình yên trên ngọn đồi ở Bảo Lộc, tựa như loài cỏ dại mọc mạch mà lại vô cùng mạnh mẽ. Hai cô luôn bình tĩnh đối mặt với những gian khó của cuộc đời mà chẳng bao giờ than van. Nổi lên như một hiện tượng từ chương trình truyền hình thực tế Việt Nam Got Talent 2016, cô Nguyễn Thanh Thúy sinh năm 1957 đã để lại những ấn tượng đẹp trong lòng ban giám khảo cũng như hàng triệu khán giả truyền hình bằng tinh thần lạc quan mà cô mang đến. Trên sân khấu ngày hôm đó, sau khi trình diễn ca khúc Riêng Một Góc Trời, cô Thúy đã có dịp chia sẻ về cuộc sống khó khăn của mình trên ngọn đồi hẻo lánh ở Bảo Lộc, không điện, không nước sạch, không phương tiện di chuyển. Cô Thúy cùng em gái hàng ngày phải đối diện với rất nhiều thiếu thốn vất vả. Tuy nhiên khi mọi người bày tỏ sự lo lắng và cảm thông, cô đã nhẹ nhàng trấn an, không sao đâu, bình tĩnh sống. Bởi đơn giản cô kể câu chuyện của bản thân không phải để mưu cầu sự thương hại của xã hội, mà vì cô đã quen với những gian khó, luôn biết bình tâm trước những sóng gió của cuộc đời. Bà Sáu Thúy cười một cái rồi tính tiếp. Đã một năm trôi qua kể từ ngày cô Thúy được đông đảo khán giả truyền hình biết đến, chúng tôi là cái dịp ghé qua ngọn đồi nhỏ ở Bảo Lộc để thăm cô. Xe chạy chậm chậm đến ngã ba xã Đại Lào, rồi dừng trả khách dưới cái nắng bừng bừng của vùng cao nguyên. Cô Thúy đã đứng bên vệ đường từ lúc nào, mừng rỡ phải chào rồi dẫn chúng tôi men theo con đường đất đỏ lên đồi chè vào nhà cô. Từ sau lần xuất hiện trên truyền hình, cuộc sống của cô Thúy và cô em gái tên Mai đã có phần cải thiện hơn trước. Hai cô không còn phải sống trong cảnh thiếu nước sạch và điện vì đã được lắp bể chứa nước và tấm pin năng lượng mặt trời. Tuy nhiên nguồn thu nhập còn bấp bênh và theo lời cô Thúy thì vẫn còn những kẻ xấu vẫn luôn trình trập quấy rối cuộc sống của hai người phụ nữ đơn độc trên ngọn đồi heo hút. Có nhiều người xấu vẫn tìm cách quấy phá cuộc sống của cô ở trên này. Vì vậy cô phải làm nhiều lớp hàng rào xung quanh nhà để tạo bảo vệ cho mình và em gái. Cô Thúy vừa mở khóa rào vừa giải thích. Khó khăn vẫn còn đó nhưng sự lạc quan của cô thì chẳng mất đi đâu. Trên gang ghép chặt hẹp, cô Thúy mỉm cười khi chúng tôi nhắc lại câu nói nổi tiếng không sao đâu, bình tĩnh sống. Cô vui vẻ kể lại, lúc đi thi, niềm vui của hai cô là được khán giả yêu mến giọng hát của mình. Lúc đó em gái cô là người vui nhất mà cô cũng vui. Hôm đó sau khi cô kể hoàn cảnh của hai chị em, giám khảo Trấn Thành có nói rằng cuộc sống của hai cô sao mà cơ cực quá. Cô mới trấn an không sao đâu, bình tĩnh sống. Ý cô nói rằng là có khổ thì khổ thiệt, nhưng mình vượt qua được hết thì vẫn tiếp tục sống thôi. Bây giờ cứ bình tĩnh sống đi, nếu thiếu bình tĩnh, sợ hãi thì vừa nghèo vừa không thoải mái. Cô chọn cho mình bình tĩnh. Nhà cách chợ Đại Lào khá xa, vì thế chừng 10 bữa cô mới xuống chợ một lần để mua vài món cần thiết. Cô hóm hỉnh kể, ở dưới chợ hỡi có ai nhờ bấm huyệt chữa bệnh thì cô lại xuống đồi làm giúp cho mọi người. Thế nhưng làm xong, có mấy cô lại nạnh nhau. Tôi bận đi công chuyện không chở cô Thúy về được, thôi bà chở cô về giùm đi, tôi cũng bận rồi. Lúc đó cô chỉ cười rồi tự đi bộ về nhà. Cô có giận họ không? Tôi hỏi. Cô trả lời gọn ơ, hổng giận. Khả năng mình giúp được tới đâu thì giúp. Cũng có lần cô Thúy bấm huyệt chữa bệnh miễn phí cho cô chủ cửa hàng bánh chén ở chợ Đại Lào. Lúc bấm xong cô này mới nói rằng
Cô Thúy ngoài chơi chút xíu, con soạn cho cô Thúy mấy cái chén mẻ về xài. Dù tự ái, nhưng cô Thúy không nói ra vì bể. Dù người đó có làm những điều khiến mình buồn, nhưng cũng không nên nói những lời khó nghe. Ưng hay không ưng cũng cười một cái rồi tính tiếp. Bình yên là chúng ta tạo. Biến cố của gia đình đã khiến cho chị em cô Thúy chọn cuộc sống lang bạc, trầy đây mai đó. Và cuối cùng dừng chân ở ngọn đồi này. Trên hành trình gian truân đó, cô luôn cố gắng dùng tài năng về y học của mình để chữa bệnh cho những bệnh nhân, đặc biệt là trẻ em bị khuyết tật. Cô Thúy không nhận tiền của bệnh nhân, dù cơm ăn bữa đói bữa no. Người nhà bệnh nhân nhiều lần tới nhị nói, lấy gì cô sống thì hái chè đi bán lấy tiền trang trải cuộc sống. Có gì ăn nấy, cô đâu ăn gì cao sang. Rồi hỏi cô có nghĩ nhiều người sẽ lợi dụng lòng tốt của mình không? Cô Thúy cười, chắc có, tôi ngạc nhiên, vậy sao cô vẫn làm? Thì cô nghĩ mục đích mình là muốn cứu người, vậy thì bị lợi dụng cũng không sao. Mà hỡi ai kỳ cục với mình hoài thì mình kiếm người khác đàng hoàng để cứu chữa, vậy thôi. Với cô Thúy, chữa bệnh giúp người là một niềm vui, được nhìn thấy nụ cười của người bệnh, của thân nhân người bệnh, bản thân cô cũng cảm thấy hạnh phúc. Nghe họ nói hôm nay bệnh giảm đi nhiều, hôm nay khỏe lên nhiều, cũng cảm thấy mừng thay. Chính vì thế, cô chưa bao giờ đặt nặng về vấn đề tiền bạc khi chữa bệnh cho người dân. Trong lúc chúng tôi trò chuyện với cô Thúy trên gác, cô Mai cầm cụ dưới bếp để nấu xôi đãi khách. Thấy em gái lục đục mãi dưới căn bếp nhỏ, cô Thúy với xuống và hỏi lớn, nấu xôi thành công không Mai? Chúng tôi cười vang, ủa nấu xôi mà cũng thành công hay thất bại nữa hả cô? Cô Thúy thật thà nói, nhiều bữa cô Mai nấu cũng hay bị thất bại đó. Nói đoạn cô Mai khệ nệ, đem nồi xôi lên gác nói, rồi mấy đứa ăn thứ xôi coi có thành công hay không nhen. Điều quý giá nhất trên ngọn đồi này là sự an yên trong tâm hồn. Cả cô Thúy và cô Mai đều không vướng bận những thông tin của thời cuộc, không phải nặng đầu vì những thiệt hơn vật chất. Họ sống giản dị như lò cỏ dại. Mỗi ngày cô Mai làm vườn, nấu nước, còn cô Thúy thì đem chè đi bán, chữa bệnh cho bệnh nhân. Mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng, bình dị. Cái đờn này người ta tặng cô, chính nó nghèo nàn vậy, nhưng âm thanh nghe thấy thương lắm. Cô Thúy vẫn thường ôm đàn ngân nga mấy khúc tình ca da diết mỗi khi có thời gian rảnh rỗi. Và khán giả ruột của cô không ai khác chính là em gái. Cô Mai kể, nhiều bữa nấu ăn dưới bếp rồi nghe chị Thúy tập đàn mà cô muốn khóc. Tiết nhạc nghe buồn mà hay lắm. Âm nhạc giúp cho cuộc sống vơi đi sự tẻ nhạt và giúp cho người ta quên đi những khốn khó hàng ngày. Cô Thúy tâm sự, chúng ta được bình yên hay không là do chúng ta tạo ra. Tiền cũng chưa chắc tạo ra được bình yên đâu. Những tia nắng chiều vọt tắt trên ngọn đồi, chúng tôi chia tay cô rồi trở về thành phố, dõi về phía chúng tôi cho đến khi chiếc xe cuốc bóng